Ừ, chào mọi người nha. Đây này chặt quá mình bán cái bàn học này này. Cái này mình đang sử dụng bình thường ở nhà. Đó, cái bàn học. Bàn học hay ngồi uống cà phê cũng được. Bỏ laptop rồi lên được luôn, mặt phẳng còn mướt. À, cái bàn này đặc biệt nha. Bàn Panasonic của Nhật nha. Đó, bàn mà có cổng jack rồi cây USB rồi nữa đó. Nó chơi đây là piano nha. Nó giống cái bàn học vậy đó. Đó, mình nhìn nó rất là gọn luôn, rất là gọn và sang luôn. Ba bidan. Còn mới can nha. Đó. Tại trước mình giữ lại là mình thấy cái này nó rất là tiện, nó độc lắm nha. Này, cái này giống như cái bàn phím piano, nhưng mà cái bàn phím là mình kéo ra kéo vô nha, nó có cái ngàm này, giờ kéo ra không được, không được nè, đẩy vô cái nhẹ rồi kéo ra rất là dễ. Kéo ra nghe cái rắc cái nữa là mình đẩy vô lại không được nha. Đó, nó thành cái piano mới can luôn, rất là gọn luôn. Này là cái nguồn, cái nút nguồn, mấy cái cổng kết nối của nó bên đây có cái khe USB luôn. Đó, cái nguồn này. Đó. Còn cái này là cái gì đây? Mic, volume của mic nè. Tại dưới nó có khe gắn mic nữa nè. Gắn mic trực tiếp nè. Này volume mic nè, volume của đàn nè. À, tiện không? Gọn không? Rất là gọn. Ngồi đây uống cà phê sáng sáng, uống cà phê bỏ cái laptop lên nữa. Rồi cái này có chỉnh tiếng được luôn nha. Đây nè. Giờ thử cái demo cho mọi người nghe âm thanh nó hay hay dở ha. Power nè. Demo làm sao đi ta? À, giữ cái này. À, giữ cái này bấm dùm cái số 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 1 coi. Bấm dùm cái vòng tròn đi đi. Đây cái tay cầm quay rồi. Bấm dùm cái vòng tròn mode set nha. Không giữ luôn, bấm giữ luôn. Rồi. Rồi đó, thả ra. Đó, demo tiếng piano. Cái này á, nếu các bạn muốn đó là cái nó chế tạo mặt phẳng vậy luôn, nhưng mà nó cũng gửi ở bên Nhật, nó gửi về. Để mở volume nhỏ tí. À, mình có cái giá sách, nó gửi về cái giá sách như vậy nè, nó rất gọn nè. À, lấy lên lấy xuống, cái miếng này nó rất là nặng, miếng mình không biết nó làm bằng cái gì, miếng nhôm. Ở phía dưới nó có dán mấy cái miếng mút, nó không có ảnh hưởng đến cái mặt của cái đàn mình. Coi này lấy ra được nè, thấy không? Nhìn rất là ngầu luôn. Tiện lấy ra đi vô. Gắn đây cũng được, gắn đây cũng được. Đó. Trong suốt luôn. Nhìn ngầu lắm. Để mở cái tiếng hai kìa. Để đậy lại coi thử coi nó có tự đánh không ha. Muốn đậy lại thì kéo ra cái nhẹ xong đẩy vô. À, nè thấy không, mình đẩy vô nó vẫn còn đang đánh nha mọi người, thấy chưa? Vô mở nhạc nghe, đẩy cái bàn phím vô là vẫn đánh đó. Cái mới tinh luôn nha, nguyên zin. Anh em là thích chơi sưu tầm. À, rất là thích luôn. Có vài triệu thôi nha, inbox mình.